đó là đi ăn cái quán hủ tiếu. Đấy, chị hay nghĩ một cái tật xấu là nãy cũng nói tật xấu là không ăn đồ dở được. Có nghĩa là đồ nào mà dở là chị không ăn được. Hà bà đói nữa, nói sự cũng được nhưng mà không ăn đồ dở, lại ăn đồ dở nghĩa là chị không được đó. Xong là vừa mọi người biết không, chị cũng tổ tiếu ra hút có một nước rồi hút tổ tiếu mặt bà chủ luôn. Bên tay trái tức là đồng ý là yes. Nếu mà chúng ta lúc đó thật sự là cảm thấy rất là vui, hạnh phúc của dân Đại Việt, ai cũng cùng lứa tuổi với nhau và ai cũng giúp đỡ với nhau, phải cũng thương nhau. Bên kia không chịu, bên kia không chịu cùng lứa tuổi. Không, em đồng ý là cái thương nhau rồi nói chuyện với tụi trẻ cái gì, nhưng mà cái độ tuổi thì nó không giống nhau lắm mọi người, đúng không mọi người? Cái độ tuổi thì nó khác nhau chứ. Bây giờ thật ra thì BB là 98, còn Lan là 99, còn Tuấn là 2000, còn chị Hai thì mà thôi đi. Chưa? Mời khách mời chi cho đông vô, cho thân thiết vô. Sai rồi, mà mời sai quá luôn. Lúc nào cũng là thân nhau mà đó vậy đó. Cứ ra sao thương nhau nên mới cắn nhau vậy. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái chuyện để mà chúng ta tâm sự với nhau nhiều hơn bằng những cái nút như thế này. Tôi sông ra nổi tiếng mà có lẽ rằng những bài thời 8x và đầu 9x chúng tôi mới biết bài hát này thôi. Nhưng mà khi mà Hai Mai Pro và Tài Đồng Mai vào sản phẩm của mình cho một phim thiên ý thì đã tạo nên một làn gió mới cho ca khúc này và có rất nhiều những bạn fan thấy mình khóc nhẹ. Chỉ riêng có BB và Vĩnh Trịnh thấy rằng là Harry rất hay khóc nhẹ. Khi nào mà lại nghĩ như vậy? Khi là đặc biệt là Harry rất hay nhõng nhẽo khi mà không cho Harry ăn nữa. Rồi Harry là sao cứ mỗi lần người ta nhận tội ra người ta nói tới chuyện ăn không Harry? Không, mà Harry có cái xấu tính đó là Harry không ăn là về thì quạo đó, quạo không chịu ấy. Cho nên người ta xong rồi đến giờ. Mày thơm, đừng tiếp lên. Xin mời bạn, xin mời bạn nhé. Rồi ai nữa hả? Đâu rồi? Đâu rồi? À xin mời. Câu chuyện em chứng kiến luôn. Đó là đi ăn cái quán hủ tiếu. Đấy, chị hay nghĩ một cái tật xấu là nãy cũng nói. Tật xấu là không ăn đồ dở được. Có nghĩa là đồ nào mà dở là chị không ăn được. Hà bà đói nữa, nói sự cũng được nhưng mà không ăn đồ dở, lại ăn đồ dở nhưng mà chị không được đó. Xong là vừa mọi người biết không, chị cũng tổ tiếu ra hút có một nước rồi hút tổ tiếu mặt bà chủ luôn. Xin mời bốn bạn chúng ta tham gia vào trò chơi này. Như vậy có mã số là 00317. Không, em dở thôi nha, thấy không? Dạ, chị nhõng nhẽo thôi. Bây giờ chị nói thôi, không chịu đâu, không chịu đâu, mình muốn đi ăn quán khác nói vậy đó. Đúng rồi đó, anh đi bây giờ đi thật hả? Trời ơi, em muốn nhấn mạnh lại lần nữa. Thấy chưa baby, bớt nói cho nó sai. Sai. Tiếp theo, à câu này thì chắc quá dễ rồi. Harry có tham ăn không? Cái pha Harry có tham ăn không? Đồng loạt giơ tay trái hết vậy Harry. Cái này thầy chấp nhận rồi. Vậy hả? Món gì mà Harry thích nhất? Đố phanh. Đố các bạn fan biết là Harry thích ăn món gì nhất? Hả? Phở bò, bánh canh. Phở. Đố mọi người nè, chị Harry ghét ăn cái gì nhất? Ghét ăn gì nhất? Không ai biết. Đúng. Không phải em biết thôi. Đó là hủ tiếu. Sai, cái gì hết. Không phải bạn thân rồi. Chắc lúc đó người ta ghét thôi. Nhớ quá. Thì em nhớ rồi, chị khác. Vậy thì món ăn mà Harry yêu thích nhất là món ăn gì? Bánh canh. Chị ghét cái món gì? Chị ghét cái món gì? Ghét nhất hả? Nếu mà nói về ghét nhất thì cái nào mà nó có măng không có ăn được. Măng mà bún măng rồi đó, không ăn được. Tại vì gần với hủ tiếu rồi, măng với hủ tiếu cũng gần nhau rồi chị. Tôi liên quan đơn luôn á. Nó bé thì liên quan luôn á. Câu hỏi cuối cùng, Harry có lười không? Có lười không? Là biến không á? Chết rồi. BB đã nghe nhiều câu chuyện xấu gì thì Harry nên BB biết. Sao vậy? Phương Lai cũng là em đi ngược với lại đồng đội đúng không Phương Lai? Tại vì tính cái thời điểm mà khi em làm cái việc đóng ở trong mini thì mới hợp tác với Harry. Thì thường á em không có thấy cái đặc biệt cái công suất mà chị Harry làm việc á. Tại vì chỉ là cái chính đó là chỉ làm việc rất là nhiều, rất là quê, cho nên là em nghĩ nếu mà làm việc thì chị không thể nào có thể làm việc được.
sai anh nghe Kiwi nói tại vì vấn đề tại sao chị Hani rất là xuyên và rất là tích cực trong Kiwi Team thì chị bỏ ra sợ tốn tiền anh hiểu không, cái tiền là việc sợ tốn tiền đó nếu như tại vì chị Hani em biết như rồi là sao là tại cái lúc mà quay đó cái mọi người phải làm sau một cảnh phim mà phải nhận phấn là phải thay trang phục phải chỉnh tóc cái chị Hani lúc đó là quay cái cảnh mà ngoài sân nó có cái giường cái chị Hani nhìn này rồi làm đi video luôn và chỉ còn nghĩ là có nhiều khi là phải ai muốn thay đồ ai muốn trang điểm cái điểm cái nào cái đồ đó thôi và thức dậy là đi ra nhìn đúng không chị, chuyện xấu quá nhiều không che đậy được cái này là chuyện xấu mình thư giãn để mình làm việc tiếp đó là đúng rồi mình sạc năng lượng đúng không, sạc năng lượng đúng rồi, sạc năng lượng là lúc mình vậy thì tại vì như vậy thì cái công việc của mình nó sẽ hiệu quả hơn đúng rồi không có ý đồ gì hết rồi mà nhớ người suy nghĩ như vậy có nghĩa là gì, một người rất là tiêu cực, một người rất là tiêu cực suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ nói chung là không có tốt, không có tốt. Và những người như vậy thông thường là không nên làm bạn. Vậy là cắt tiếp luôn. Và sau khi nghe hôm nay là tại hội nhà mặt hay sao á, tham gia chương trình thì xong là hết bạn bè luôn à? Hôm nay cái tuấn có giơ tay đó nha tuấn nha. Sao tự nhiên giơ tay nói ta lười vậy? Nói đi, sao tự nhiên giơ tay vậy? Em nói đi là không phải. Thì mình muốn sửa cái bạn tốt lắm không ạ? Bắt đầu mình làm đi, bắt đầu mình làm. Đây là cái khu vực của thầy, cái tiệm này. Thì tại sao mình cái gì mình nói gì? Quá đàn ông như nó nói chuyện. Mày nhớ rồi. Mày nói chuyện. 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 Mày đi ra đây. Sao chạy mồ hôi dữ gì này bạn? Tại sao bị áp lực mình có đánh tấu? Tại sao lại dưới đây rồi? Tại vì... Nhiệm vụ mình. Yeah. Đây. 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 Đây.
Ủa cái chung, ủa cái chung.